Chào mừng cả nhà đến với kênh Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất ở trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu với bản tin đầu tiên ngày hôm nay luôn nha. Người biểu tình đốt phá vì vụ thiếu niên bị cảnh sát bắn chết. Hàng loạt cuộc biểu tình nổ ra tại nhiều thành phố và leo thang thành phóng hỏa, phá hoại sau khi thiếu niên vi phạm giao thông bị cảnh sát bắn chết ở ngoại ô Paris. Naen, 17 tuổi, hôm 27 tháng 6, bị hai cảnh sát Pháp chặn xe vì vi phạm giao thông. Một sĩ quan chỉ súng về phía Naem và bóp cò khi cậu rồ ga bỏ chạy. Xe của Naem chạy thêm được một vài chục mét trước khi đâm vào lề đường. Naem được cấp cứu tại hiện trường nhưng không qua khỏi. Cái chết của cậu nhanh chóng châm ngòi các cuộc biểu tình ở Nanterre và một số vùng lân cận. Giới chức Pháp đã triển khai 40.000 cảnh sát trên khắp cả nước, gấp gần 4 lần số lượng được điều động ngày 28 tháng 6. Cùng với đó là chiến binh, các đơn vị tinh nhuệ đối phó bạo động Rennes, Gignan. Chính quyền ít nhất 3 thành phố quanh Paris đã ban bố lệnh giới nghiêm, cấm đám đông tụ tập. Trực thăng và UAV được huy động tại các thành phố láng giềng Lille và Tocoy ở miền Bắc Pháp. Bất chấp lực lượng an ninh quy mô lớn, tình trạng bạo lực vẫn diễn ra và gây thiệt hại tại nhiều khu vực. Người biểu tình đốt phá các phương tiện, lập rào chắn trên đường phố và viết các khẩu hiệu trả thù cho Naem trên tường các tòa nhà. Giới chức Pháp đã bắt ít nhất 667 người, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Darmanin cho biết hôm nay. Không có nhiều tình huống đối đầu bạo lực trực tiếp với cảnh sát, nhưng hàng loạt cửa hàng đã bị phá hoại, hôi của, thậm chí nhiều cơ sở bị phóng hỏa. Một sĩ quan cấp cao Pháp nói, các tòa nhà công cộng cũng bị nhắm đến. Đồn cảnh sát ở khu Pyrene, thành phố Pau đã bị tấn công bằng bom xăng, theo giới chức địa phương. Trả lời kênh truyền hình Pháp Rennes 5, Monia cho biết bà không đổ lỗi cho cảnh sát nói chung. Tôi chỉ đổ lỗi cho mọi người, người đã cướp đi tính mạng của con trai tôi, bà nói. Cảnh sát 37 tuổi nổ súng và bắn Naen, chưa được công bố danh tính, đã bị bắt với cáo buộc giết người hôm 29 tháng 6. Trước đó, công tố viên vùng Nathy Bacchavren cho biết quá trình truy tố đã xem xét các điều kiện pháp lý để sử dụng vũ khí và thấy trường hợp của sĩ quan 38 tuổi không thỏa mãn. Lauren Lienan, luật sư bào chữa của sĩ quan 37 tuổi nói thân chủ đã xin gia đình nạn nhân tha thứ. Sĩ quan này nhắm bắn vào chân Naem nhưng do bị va chạm, viên đạn đã trúng vào ngực cậu. Naem cần phải bị ngăn lại và rõ ràng sĩ quan không muốn bắn chết cậu, Liana nói. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 28 tháng 6 nói không thể biện minh cho hành vi bắn chết thiếu niên vi phạm giao thông của cảnh sát. Ông cũng gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và lên án các cuộc biểu tình bạo lực là không thể chấp nhận được. Theo người phát ngôn cảnh sát quốc gia Pháp, Naem là trường hợp thứ 3 bị bắn chết khi vi phạm luật giao thông trong năm nay. Con số này năm ngoái là 13 trường hợp, cao nhất trong lịch sử. Tin tiếp theo, Lầu Năm Góc nói khí cầu Trung Quốc không thu thập dữ liệu về Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ trên Đại Tây Dương hồi tháng 2, không thu thập thông tin tình báo khi bay qua Mỹ. Chúng tôi biết khí cầu có khả năng thu thập thông tin tình báo, nhưng theo đánh giá của chúng tôi, nó không thu thập dữ liệu khi ở trong không phận Mỹ. Mỹ đã thực hiện các bước để giảm thiểu việc thu thập thông tin tình báo bằng khí cầu. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Bart Ryder hôm 29 tháng 6 cho hay, khi được hỏi những nỗ lực giảm thiểu đó có phải nguyên nhân khiến khí cầu Trung Quốc không thu thập được bất cứ thông tin nào? Ông Ryder trả lời, chắc chắn những nỗ lực của chúng tôi đã góp phần vào đó. Ông cũng cho biết, thông tin khí cầu sử dụng thiết bị của Mỹ không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không xác nhận điều này. Khí cầu khổng lồ với khối lượng lớn thiết bị điện tử bay qua Mỹ, từ bang Alaska đến Nam Carolina, trong khoảng thời gian cuối tháng 1 đến đầu tháng 2. Khí cầu bay ngang qua các cơ sở quân sự nhạy cảm và khiến giới chức Mỹ lo ngại Trung Quốc đang thu thập thông tin tình báo quan trọng. Quân đội Mỹ hôm 4 tháng 2 điều tiêm kích bắn hạ khí cầu, khiến căng thẳng song phương leo thang. Washington cho rằng đây là khí cầu do thám tầm cao và triển khai tàu thu hồi xác khí cầu trên biển, chuyển đến phòng thí nghiệm của FBI ở bang Virginia để phân tích. Trung Quốc nhấn mạnh đó là khí cầu dân sự phục vụ mục đích nghiên cứu khí tượng bị lạc vào lãnh thổ Mỹ. Chỉ trích Washington đã hành động thái quá và nước này có thể thực hiện các biện pháp đáp trả tương xứng.
Wall Street Journal ngày 28 tháng 6 dẫn lời các quan chức tham gia quá trình bắn hạ khí cầu cho biết nó có gắn các thiết bị thương mại của Mỹ, một số có thể mua trực tuyến cùng nhiều cảm biến và thiết bị khác của Trung Quốc để thu thập hình ảnh video. Tin kế tiếp, hình ảnh Mỹ trên quốc tế cải thiện dưới thời ông Biden. Sau 4 năm nhiệm kỳ nhiều hỗn loạn của ông Trump, kêu gọi khảo sát tại các nước cho thấy Tổng thống Biden đã giúp Mỹ lại hình ảnh tích cực trên toàn cầu. Trong các tuyên bố tranh cử, ông Trump chỉ trích nhiệm kỳ tổng thống tai họa và thất bại của ông Biden, đồng thời chỉ ra loạt thảm họa về chính sách đối ngoại như cuộc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, cuộc chiến leo thang ở Ukraine và cuộc đối đầu với Trung Quốc. Ông Trump xoáy sâu vào việc tổng thống Biden nhiều lần lỡ miệng, như trong bài phát biểu trước Quốc hội Canada hồi tháng 3. Ông Biden định khen ngợi các chính sách di cư của Canada, song nói nhầm thành Trung Quốc. Tôi hoan nghênh Trung Quốc vì đã hành động, Tổng thống Mỹ nói trước khi nhanh chóng nhận ra sai lầm và sửa lại. Xin lỗi, tôi hoan nghênh Canada. Những sai lầm như vậy không được phép xảy ra. Chúng tôi đang trở thành trò cười trên toàn thế giới. Ông Trump đăng trên mạng xã hội Trump Social. Tuy nhiên, bất chấp những lần lỡ miệng và tỷ lệ ủng hộ trong nước thấp của ông Biden, thái độ quốc tế đối với Mỹ trong thời gian ông tại vị vẫn tươi sáng hơn nhiều so với thời Trump. Theo dữ liệu từ cuộc khảo sát công bố ngày 27 tháng 6 của Pew, trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Washington. Khảo sát được thực hiện từ 20 tháng 2 đến 22 tháng 5 với 27.285 người ở 23 quốc gia. Pew là một trong những trung tâm khảo sát uy tín nhất về chính trị và chính sách Mỹ. Trung tâm luôn nhấn mạnh họ phi đảng phái. Những nước được Pew lựa chọn trải rộng từ các đối tác truyền thông của Mỹ ở Tây Âu và Đông Á đến các nền kinh tế đang phát triển như Nigeria và Ấn Độ. Hai các nước có thu nhập trung bình như Argentina và Nam Phi. Trung bình 54% số người khảo sát ở 23 nước nói rằng họ tin tưởng ông Biden làm điều đúng đắn trong các vấn đề thế giới. Theo dữ liệu của Pew, 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump đánh dấu sự sụt giảm nghiêm trọng về mức tín nhiệm của Mỹ trên toàn cầu. Với các cuộc khảo sát cho thấy niềm tin vào Tổng thống Mỹ tại các nước như Đức, Brazil hay Ấn Độ ở mức thấp kỷ lục. Chiến thắng của ông Biden với lời hứa đưa nước Mỹ trở lại sau những năm tháng hỗn loạn dưới thời Trump đã lập tức dẫn tới thay đổi trong thái độ của toàn cầu với Mỹ. Theo Isaran Haro, nhà phân tích của Washington Post, kể từ khi ông Biden nhậm chức, mức thiện cảm dành cho ông giảm nhẹ ở một số quốc gia nhưng tăng mạnh ở nhiều nước khác, đặc biệt khi Mỹ đóng vai trò hàng đầu trong nỗ lực thúc đẩy phương Tây bảo vệ Ukraine trước cuộc chiến ở Nga. Ở mọi nước, tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện tại cao hơn ông Trump, nhưng thấp hơn mức đỉnh điểm trong nhiệm kỳ Tổng thống Barack Obama, Bill lưu ý. Nhà phân tích Issa Taro cũng lưu ý kết quả khảo sát của Bill có những giới hạn rõ ràng. Dù 23 quốc gia được chọn đại diện cho những khu vực rộng lớn, kết quả cũng khó có thể là quan điểm của toàn cầu. Sự nổi tiếng ở nước ngoài cũng không phải là thước đo thành công cho chính sách đối ngoại, nhưng kết quả khảo sát cho thấy tác động thực sự khi chuyển từ chính quyền Trump sang Biden, người đã tìm cách tăng cường quan hệ đối tác với Mỹ với các đồng minh từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tới châu Âu, Taro nhận xét. Bill chỉ ra tỷ lệ công chúng nghĩ rằng Mỹ lắng nghe ý kiến của những nước như họ đang gia tăng. Ở 12 quốc gia, nó đạt mức cao nhất từng thấy trong các cuộc khảo sát của chúng tôi. Trung tâm khảo sát dẫn chứng tại Ba Lan, Đức và Anh, ba đồng minh của NATO, quan trọng của Mỹ, tỷ lệ đối Mỹ đang coi trọng lợi ích của họ lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong hai thập kỷ qua. Các hành động của Mỹ trên chiến trường thường định hình hình ảnh toàn cầu của nước này. Và như cuộc khảo sát đã nêu, công chúng thường có những ý kiến trái chiều về chính sách đối ngoại của Mỹ. Phần lớn mọi người tin Mỹ can thiệp vào công việc của các nước khác. Song hầu hết cũng tin rằng Mỹ đóng góp vào hòa bình và ổn định trên toàn thế giới, nhóm nghiên cứu của Bill nhận xét. Tin thứ tư, Mỹ diệt thương vụ F-35 hơn 5 tỷ USD cho xác. Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận thương vụ bán tiêm kích F-35 cùng thiết bị đạn dược liên quan cho xác để nước này cải thiện năng lực quốc phòng. Theo thương vụ trị giá lên đến 5,62 tỷ USD, xác sẽ tiếp nhận các tiêu kích F-35 cùng một động cơ dự phòng, 70 tên lửa không đối không IM-120C8 Abrams bom, thiết bị liên lạc và hỗ trợ kỹ thuật. Lầu Năm Góc thông báo ngày 29 tháng 6. Các nhà thầu chính gồm Lockheed Martin, Raytheon và Boeing. Theo Lầu Năm Góc,
thương vụ đã được Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận và đang chờ Quốc hội bật đèn xanh. Thông báo của giới chức Mỹ không nêu rõ hai bên đã ký hợp đồng hay quá trình thương lượng kết thúc hay chưa. Thương vụ sẽ cải thiện năng lực phòng thủ của Séc cũng như hỗ trợ cho các chiến dịch của NATO, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Năm 2022, chính phủ Séc cho biết họ muốn mua 24 tiêm kích F-35 của Mỹ để thay thế phi đội Czech-39 Liberty của công ty thụy điển Saab AB. Czech nhắm đến F-35 phiên bản cất hạ cánh thông thường, còn gọi là F-35A. F-35A là phiên bản tiêm kích tàng hình được phát triển cho không quân Mỹ và các nước đồng minh. Đây là biến thể nhỏ và nhẹ nhất trong dòng F-35, có khả năng cơ động cao hơn nhiều so với mẫu F-35B thủy quân lục chiến và F-35C hải quân. Quyết định chọn phiên bản này được đưa ra dựa trên kết quả phân tích lực lượng vũ trang Séc. Theo đó, những máy bay chiến đấu thế hệ 5 tối tân mới có thể đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trên chiến trường trong tương lai, Bộ phòng Séc Jana Serochova cho biết. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và khá là hay luôn nha cả nhà. Vì để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin hay và hấp dẫn như thế nào, thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Wagner tiếp tục tuyển quân. Vài ngày sau khi vụ nổi loạn kết thúc, tập đoàn quân sự tư nhân Wagner tiếp tục tuyển mộ thành viên trên khắp nước Nga. Đại diện các trung tâm tuyển quân của Wagner từ vùng lãnh thổ hải ngoại Kaliningrad của Nga tới Krasnodar đều cho biết họ vẫn hoạt động bình thường. Không ai tin rằng tập đoàn quân sự tư nhân bị giải thể sau vụ nổi loạn 24 tháng 6. Tại Murmansk, thành phố nằm trên vùng Bắc Cực, một nữ nhân viên tại câu lạc bộ thể thao Viking khẳng định vẫn nhận đơn đăng ký cho các tình nguyện viên muốn tham chiến tại Ukraine. Chúng tôi đang tuyển nhân sự cho hoạt động tại đó. Nếu ai đó muốn đi, họ chỉ cần gọi điện và chúng tôi sẽ ấn định ngày, người phụ nữ này nói. Các đầu mối tuyển dụng của Wagner chủ yếu ở những câu lạc bộ võ thực tại Nga, trong đó có võ đường và câu lạc bộ quyền Anh. Một số nhân viên tuyển dụng khẳng định các ứng viên sẽ ký hợp đồng với Wagner, không phải Bộ Quốc phòng Nga. Hoàn toàn không liên quan đến Bộ Quốc phòng Nga, một người đàn ông tại câu lạc bộ Bata ở Vonograd quả quyết, chúng tôi vẫn tuyển dụng, không bị đình chỉ. Bộ Quốc phòng Nga ngày 10 tháng 6 thông báo toàn bộ đơn vị tình nguyện phải ký hợp đồng với cơ quan này trước tháng 7. Vladimir Prigozhin, lãnh đạo Wagner, phản đối quyết định này và tuyên bố không ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Ông Prigozhin ngày 24 tháng 6 điều hành nghìn lính Wagner chia thành hai nhóm tới thành phố Rostov-on-Don và thủ đô Moscow. Sau cuộc đàm phán do Tổng thống Belarus làm trung gian, ông Prigozhin đồng ý rút lực lượng để tránh đổ máu và lệnh cho các đơn vị dưới quyền quay về doanh trại, kết thúc ngày Wagner nổi loạn. Lãnh đạo Wagner sau đó tới Belarus, giới chức Nga thông báo không truy tố ông cùng các thành viên tập đoàn quân sự tư nhân tham gia vụ nổi loạn. Chúng tôi đang làm việc, nếu có gì thay đổi, họ đã thông báo với chúng tôi, song không có gì cả. Một nữ nhân viên tuyển dụng của Wagner tại Krasnodar cho biết, mỗi thành viên Wagner vẫn nhận mức lương hơn 2.700 USD một tháng với hợp đồng kéo dài nửa năm. Andrei Katabolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Hạ viện, ngày 29 tháng 6 cảnh báo không thể thương lượng về hạn chót để Wagner ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo mọi đơn vị phải ký hợp đồng, tất cả đã làm điều này trừ ông Prigozhin, ông Katabolov nói. Ông Prigozhin đã nhận thông báo rằng nếu không ký, Wagner sẽ không được tham gia chiến dịch ở Ukraine, ông Katabolov cho biết. Wagner cũng không được cấp ngân sách hoặc nguồn lực vật chất nữa. Khi được hỏi liệu có thay đổi nào diễn ra sau ngày 1 tháng 7, hạn chót để các đơn vị tình nguyện ký hợp đồng với Vũ Hồng Nga, nữ nhân viên nói, tôi hy vọng là không, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra, tuy nhiên mọi người vẫn liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh một like, chia sẻ, đăng ký và bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình trong những sắp tới. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.
We'll be right back.